Ngày 2 tháng 11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh. Thông tin tại cuộc họp cho thấy, thời gian qua tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, nhất là trong học sinh, ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023, cả nước xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, chiếm gần 9% số vụ tai nạn giao thông toàn quốc, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Tại Lào Cai, từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, khiến 10 em tử vong, 17 em bị thương. Lực lượng chức năng đã lập 140 biên bản xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến học sinh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu rõ những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng tình trạng vi phạm, các vụ tai nạn liên quan đến học sinh, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục, trọng tâm là tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để quản lý giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cho đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, ngăn chặn các nội dung xấu độc ảnh hưởng đến thế hệ trẻ trên mạng xã hội, định hướng để hình thành ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.